Chào anh em nhá. Hôm nay mình đi bắt được con này là con cà kiêng hoặc là con sáo đá anh em ạ. Thì hôm nay mình về mình sẽ con này nó vẫn chưa biết mổ được ăn được không nhá. Thì mình sẽ dạy anh em cách chăm chim cho mổ được. Thì đầu tiên anh em mình phải làm cái để mớm này. Đây mình đang vót nhỏ cái que này để làm cái để mớm cho nó ăn. Thì anh em phải mớm. Mới cho nó ăn nó mới ăn chứ con này giờ mình phải đút đây. Nhìn nó rất thuần này. Đấy, mình sẽ làm cái đĩa để mớm. Nếu anh em mua chim non thì anh em phải xin ít cám để cám cũ ở chủ nhà họ nha. Cám cũ. Giờ về mình sẽ cho ăn cám mới này. Nữa. Cám mới mình đây, cám mình thì mình tự làm được, đúng rất là đủ đầy đủ chất nên là mình phải bọn non này thì giờ mình phải ngâm nước. Thì mới đầu bắt chim về nhá. Anh em phải cho nó đề phòng, có nghĩa mình phòng bệnh hơn chữa bệnh đi. Kinh nghiệm của mình thì lúc nào mình cũng trong nhà mình nuôi chim thì lúc nào cũng có một nọ Bexmarin này, kể chim già nhá thì mình cũng có thể cho nó ăn. Có nghĩa là nếu mà chim bổi mình hay bắt cua bổi ngoài thiên nhiên về ấy, thì là mình về nhà mình phát mình đút cho mỗi một con là một viên này để phòng bệnh nó. Thì hôm nay con chim non này cũng thế nhá, mình sẽ bỏ đây để phòng. Đây mình bỏ đây để anh em có thể thấy là mình cho nó một viên rồi mình cho cám cũ này. Mình lấy cám cũ của họ nhá. Cho cám cũ họ vào đây. Cho cái cám cũ này. Rồi mình sẽ trộn cám mới của mình. Đây cám mới của mình đây nhá. Cám là cám của nhà mình tự làm rồi nhá. Đấy, cám mình đây. Rồi mình sẽ lấy nước nọc. Anh em lưng bọn chim non này thì anh em đừng tiếc nhá. Anh em cho nó uống nước nọc nó đàng hoàng nhá. Cho nó đỡ bị đường ruột. Bọn chim non này thì nó rất là dễ chăm mà nó rất là khó chăm. Thì đấy, anh em phải cho một lọ Bexmarin, một viên Bexmarin, cám cũ của họ để cho nó quen cám và cám mới của mình. Rồi anh em sẽ đổ nước nọc vào, bây giờ anh em ngâm. Ngâm cho nó chết ra nhá. Bài thì có vẻ nhiều nước hơn. Đây mình pha thêm cám của mình nữa. Cám mình thì nó cứng rồi đấy. Thì anh em có thể để đợi một chút. Cứ một ngày mình cái này chỗ này mình sẽ cho ăn được tầm khoảng hai chia làm 2-3 lần. Bọn non này thì mình không nên cho ăn liên tục, cho ăn nó theo chi bữa ra. Bọn chim này thì thời gian là nó sẽ có cái ấy ở nuôi thì mình sẽ nột nó đi thì nó sẽ nói sõi hơn nhá. Thì lúc ấy mình sẽ dạy anh em tiếp cách dạy nó nói các thứ. Còn giờ nuôi này thì giờ anh em biết cách để chăm sóc nó ổn thỏa. Đây cứ cám một lúc này, cám đã chết đều này. Đấy, anh em thấy thì cái cám của mình làm thì nó sẽ cứng hơn cám của mình là chuyên cho bọn khiếu với hoa mi. Đấy, anh em đây thấy không? Em nhớ là cho thêm một viên thuốc Bexmarin vào để phòng bệnh anh em nha. Còn là cám cũ của họ và cám mới của mình phải chọn lẫn cùng nhau thì để nó đấy, để cám của mình rất cứng. Anh em thấy cám viên cứng quá nên là vẫn chưa chết ra được. Thường bọn này cho ăn cám trứng được nhưng mà mình hôm nay mình quên được. Do nhà mình còn nhiều cám quá nên là mình quên được. Theo một thời gian sau là nó biết là anh em thể bỏ nó rất là cái một lần sẽ ăn cả một cái cua. Rồi chắc là mình vừa thử nó vừa có rất nhiều cái này mình như này nó chọn con đây là con đực nhá. Kinh nghiệm chọn cái con này đực là chân nó phải dài và cái đầu nó bằng và cái má này của nó này nó phải dài về đây con đực. Anh em mua con má ấy được, mua con má nó sẽ nói với con đực. Nên mình chơi con này mình bằng chơi đực thì nó sẵn hơn. Rồi anh em cảm thấy video hữu ích thì hãy like và subscribe cho mình nhá.
thì mình sẽ làm những video sau về sự trưởng thành của con này. Mình sẽ nuôi con này đến khi nó nói được, thì mình trong quá trình nuôi mình sẽ có những gì thì mình sẽ mách bảo anh em, nhưng nó bị bệnh hay làm sao thì mình sẽ bảo anh em và cách chữa nha. Ok, cảm ơn anh em nhá.